Này, tôi sẽ tổ chức một cái đám cưới thật là đẳng cấp nha, cho người phụ nữ của tôi trong cái sự việc hôm qua xảy ra nha. Được chưa? Tôi sẽ tổ chức một cái đám cưới thật đẳng cấp để cho xã hội hiểu rằng là đó là sự việc không may xảy ra thôi. Còn tôi đã khóc hết nước mắt lúc đêm hôm qua rồi, mắt tôi đang rất sưng nha. Còn tôi sẽ tổ chức một cái đám cưới thật rực rỡ và đẳng cấp để cho các bạn hiểu rằng là tôi có phải là công viên của ai không. Được chưa? Người phụ nữ của tôi kể cả là hôm qua có lộ trên mạng. Thôi, câu view, câu like hay không là tự mặt mày biết. Còn muốn nói gì thì nói. Mày tỉa cỏ cho nó sạch sẽ đi đã. Rồi cái thứ hai nữa là mày cưới hay không cưới thì kệ con mẹ mày, chứ liên quan gì đến chúng tao. Không? Rõ ràng câu view, câu like mà nói không câu view, câu like. Tao nói thật nhé. Để rồi xem chúng mày cưới hay là trò bịp bợ. Cũng vì tiền thôi mà bán rẻ hết cái nhân cách và cái lương tâm. Đúng là đồ ngu. Mẹ mày. Cái loại gì? Cái thành phần này nó có đem được lợi ích gì cho đất nước đâu trời. Đúng là đồ ngu. Rồi tao bảo này. Mày trả lời comment với ai á. Mày nói thế nào thì kệ mẹ mày. Nhưng mà đừng có trừng mắt, đừng có trợn mỏ lên kiểu đấy nhá. Mẹ mày chưa tài đâu, thằng ngu ạ. Không, mày vẫn tài. Tài hơn người khác một cái, đó là đồ má đem cả cái con đấy mà cũng xưng là người yêu của mình lên để mà câu view, câu like, thì mày tài cái đó. Tài cái sự bẩn bựa.